Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức không còn giá trị sử dụng. Tại Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã hoàn tất hầu hết việc chuẩn bị để thực hiện các phương thức thay thế sổ hộ khẩu trong giao dịch hành chính dân sự. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc rà soát các thủ tục hành chính, có quy định xuất trình sổ hộ khẩu, chuẩn bị các điều kiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Mùng 1 tháng 1 năm 2023 thì cái sổ hộ khẩu giấy này thì không cần nữa, thì đã bỏ rồi, thì sau khi đã đăng ký cái mã định danh này thì nó rất thuận tiện đấy. Thành phố đã triển khai lên tất cả các phường xã và các đơn vị để thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo cái giao dịch cho người dân được thuận lợi. Và bên cạnh đó thì thành phố cũng đẩy mạnh cái tuyên truyền để người dân hiểu được cái việc là chuẩn bị tới thì sẽ bỏ sổ hộ khẩu. Công an tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho các trường hợp đủ điều kiện, đồng thời thu nhận gần 600.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Chỉ đạo công an cấp xã trong việc quản lý cư trú, xác nhận thông tin về cư trú và thông báo số định danh cho tất cả mọi người dân, phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính khi sổ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, công dân cần có một trong bốn loại giấy tờ sau để thực hiện các giao dịch hành chính dân sự. Đó là căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử, giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân đối với người chưa được cấp căn cước công dân.